chương trình để quay trở lại với anh Sơn đẹp trai. Trời, Sơn đẹp trai phải cái vô kính chứ. Anh là diễn viên phụ thôi. Chú mới chính. Đây là vô miếng, đấy là camera. Đó nhiều đấy, hỏi anh lắm anh à. Hỏi anh Sơn quan hệ như thế nào rồi? Really. Hôm nay anh em mình đi ra ngoài thả cần. Cần này phía sau mấy rồi các bạn. Anh em mình ngồi đây. Thế nào góc này thì chú biết tại sao dọc từ chỗ này em nhìn nước rất sâu. Còn ở đây em thấy phiêu hơn bên kia. Phiêu hơn bên kia tại vì bên này nó sâu hơn. Nước nó rất là sâu, cá nó sẽ động cái hụt nước. Đúng giờ nó ăn thì nào thả cần bút được xuôi. Nó yên hên thật. Vừa ra cái bà kéo lên còn. Cái tay cặp. Đây đây là ghê hả? Kiểm tra. Nó chết không anh em mình làm gì nữa này. Đúng rồi, mình xứ này nó tự do chứ không cái tự do nó làm gì đâu để. Đúng rồi, để cái là sao? Nhà của nó đó. Nhà tư nhân nó ở. Nếu mình không biết ở đâu vào đây chơi muốn vào nó xem chơi kiểu gì. Đừng phá phách là được. Anh em mình chơi là quá văn minh lịch sự. Anh em mình chơi là không đụng rác rồi là gom là hết đem về chứ không phải là chơi một văn không xã. Đúng rồi, cái bình không có đã đúng rồi. Biết cái này rồi, mai mốt mang theo súng bó củi. Đúng rồi, thấy không? Ngon. Bó củi đúng bát bữa câu lên ăn bát lên nướng ngay tại chỗ. Kiểu gì tươi nướng ăn ngon vẫn cứ ngon ha. Gió luôn, không nghe. Ở đây cực kỳ yên tĩnh luôn các bạn. Ngồi gió lên hư này bắt cái dọc cổ. Bát này nó ăn hay chập giấc sáng sớm. Đấy. Xong đó là tầm trưa này nó nghỉ. Con nào nó gọi là lang thang là nó gặp đúng mồi nó đớp thì con thấy số không may thôi. Thấy không? Còn những cái giờ giấc nó ăn là tầm chiều, sáng sớm tầm chiều, dạng tối. Chỗ này nó yên lặng. Singapore trông vậy người đi qua đi lại đông. Thứ thứ. Singapore chỗ để du lịch với lại tập thể dục thôi. Từ hôm giờ chú cũng phải chạy lên chạy xuống rồi cái mấy lần đấy nhỉ? Rồi em đi cũng 3-4 lần rồi. Thì khi em đi mình em lại lên chạy cho mình chạy 3-4 lần. Chạy lên vòng về 4 vòng 5 vòng tự mồ hôi một kê đầm đề rồi chạy về. Khó được chạy được xuống rồi ấy chứ. Là cái dốc đó, mình đi xuống dài vòng ra thấy mồ hôi một kê đầm đề, nhiệt lực nhiều phèo đó. Giờ những cái anh em mình là sức khỏe, không có sức khỏe. Không, từ tuổi chú bây giờ là chú phải giữ và biêu từ bây giờ, biêu sức khỏe. Giống như đầu tư về sức khỏe không sợ lỡ. Những cái kia là một nhà, nó có cái quyền đỗ ấy, là cái bác nhà rồi. Từ đây ra là mỗi cái nhà đấy là nó một mình nhà, nó một cái hộp, thấy không? Như thế kia nó có chỗ tấm thuyền này, mang thuyền mình thì có chỗ có trúng đỗ luôn này, bốt lon này. Đúng. Đấy, mình mang thuyền riêng mình xuống mình chơi nữa mà. Thì được mà, đâu ai cấm đâu. Đúng rồi, cấm đâu. Nhưng mà mình mang thuyền ấy, thuyền kayak xuống mình trèo vòng. Ồ này ngon. Kayak là ngon. Tập thể dục tốt luôn. Được, nếu mà có cái đó là sản này tập thể dục tốt. Cái xe gắn cái rút rác thì mình chở cái thuyền đi theo. Đúng rồi. Còn mà chơi gì mà có thể thao á. Cái cây giác ở đâu bắt đâu. Này chứ. Cái mà ngon cũng phải hơn cái mà nhẹ tênh, mua cái nhẹ tênh mua cái đấy đi trèo là lớn nhất, mình bê đi đâu nó cũng tiện nhẹ. Mà chú chơi đâu nó vào đó à, tại vì mỗi năm nào chú đi là chú lời to luôn. Tại vì chú đi và chú thuê cái của người ta là một ngày mình thuê mình đã mất đâu 30 rồi. Và một buổi mình đi chơi là hơn 100. Đấy, mà một năm nào mình cũng hơn trăm. Còn mà có nó là tốt, đi lúc nào mình vừa sinh hoạt vừa thể thao tốt. Nhiều cũng đáng, em mà nói về thể thao là xài như tiền cũng được. Tại vì xài với sức khỏe mình mà tinh thần mình được thoải mái mà. Đầu tư rồi cũng phải. Cái nhất là ra đây ngoài người. Út già điếu phiêu phiêu lại nói chuyện với các em tiếp. Út già điếu phiêu phiêu lại nói chuyện với các em tiếp. Anh vô tội nha, anh cái mồi gì Việt Nam nó gọi là gì? Thảo mộc. À, để có dịp qua đây là giới thiệu đệ cho đại huynh sẽ như là cha đệ Hút từ sáng tới tối luôn. Không sợ hết. Rồi đây mình mời 500 anh em, làm mời 500 em đó, mời một điếu làm mời 5.000 các em nữa. 500 anh em cho 5.000 các em gái. Thế là chú nói thế là chú trọng sắc khinh bạn rồi đó. Chú phải 500 anh em tại vì là trọng kinh bạn, tại vì nó là tại trên Facebook em á, không có cá trai. Ồ thế à, không có cá trai. Chú nói trước là quan thiên hạ chú là cố, thế là coi như là chú trọng sắc khinh bạn thôi. Không. Xin lỗi ok, xin lỗi các anh, mình không có ý đó. Thì trên Facebook của mình đó, mấy anh không có ad mình. Mấy anh BD ad không chứ mấy anh bình thường cũng ad. Nói cho vui chứ, nói cái online này cũng vui. Mạng xã hội Việt Nam dùng mạng xã hội nhiều nhất luôn. Facebook rồi. Em giờ nâng cấp rồi, không cho Facebook mà cho YouTube. YouTube cho nó thật coi. Facebook nói ghép hình ảo, YouTube là không, anh em mình ngồi là thật luôn, không có chút gì giả đâu. Đi ra đây ngồi đó, cái rảnh là ra đây những cái chỗ mà hoang vắng về ngồi tâm sự cùng 500 anh em. Giờ những chỗ vắng này không dễ đâu. Ồ nãy nó nói mấy chỗ bắn này toàn là diễn viên rồi chứ nghệ sĩ diễn viên đồ ở không đó. Còn mấy người nổi tiếng ở trong này. Cái đường này đường của chúng nó chứ. Dạ. Dead end mà đi vào. Ồ dead end luôn hả? Dead end luôn. Hèn gì. Hèn gì bên đất khê. Cũng nghĩ về về xíu nữa anh em cũng về làm căng. Thuế đất cằn nặng. Cái này mua nhà không nói nghe các bạn, nhưng mà thuế đất này. Cái tiền thuế đất đây. Thuế đất còn nặng này. Đóng mỗi năm 20.000 một năm. Ghê không? 20.000 một năm tính 20.000 coi như là gần 2.000 một tháng. Là wow, 2.000 một tháng luôn. Thôi để 2.000 đến đem Việt Nam. Nó không võ đúng không? 2.000 người Việt Nam chơi một tháng. Lương giám đốc chưa được 2.000, lương giám đốc được 2.000 tháng. Đây là thuế đất là nghĩa là sao các bạn? Các bạn mua một cái nhà hay là một cái property tiếng Việt nó là cái miếng đất gì đó đó. Nhưng mà các bạn mua rồi, trả tiền rồi, nhưng mà cái tiền thuế phải đóng cho nhà nước, đóng cho nữ quan Anh. Ở đây là của nữ quan Anh. Là thuộc quyền sở hữu của mình, là mình phải đóng thuế. Đóng thuế cho nữ quan Anh. À, tức là nữ Anh mình ngồi không được hưởng cái tiền thuế đất là biết bao nhiêu người, mỗi người phải đóng một cái khoản thuế đất như vậy. Còn dù ta phải mua cái nhà đó cực khổ cày dựng để mua được miếng nhà rồi. Đó, nhưng mà mình chỉ xây cái nhà trên miếng đất đó thôi. Miếng đất là chưa phải của mình, miếng đất là của phải trả thuế cho. Hàng tháng mình thuê đấy. Hàng tháng mình thuê đúng không ạ? Thuê là như là không mấy. Nếu mà nhà mà lớn là không có phải rẻ đâu. Nhiều người đóng thuế đất nên là mỗi tháng là 2-3 ngàn, là nhiều cả năm là mấy chục ngàn đó. 20-30 ngàn tiền thuế đất. Là tôi coi lương căn bản của một nhân viên mà thấp nhất bây giờ là cũng 30 ngàn à, 30 ngàn một năm đó. Mà nếu mà cái nhà mà bự xíu các bạn đóng thuế gần 30 ngàn thôi, 20 ngàn thôi, là bằng luôn một cái tiền lương lao động của một người bình thường đó chứ đâu phải giỡn đâu. Vậy đó mấy tụi mà diễn viên nghệ sĩ đồ trả nổi thôi, mình trả hơi căng. Mà nói với mình đóng thuế cũng bị nặng ha. Anh với em đóng thuế tiền từ thuế tiệm nè, thuế nhà nè, thuế này nọ là cả năm là anh em mình đóng rồi, anh em đóng góp cho nhà nước cũng là 30-40 ngàn đó chứ không ít đâu. Dạ. Nặng lắm á, mình không cho đừng nói các bạn đừng tưởng giỡn, bên như Việt Nam các bạn làm ăn sướng á, các bạn làm ăn Việt Nam á, cứ đưa tiền mặt vô ra vậy đó rồi cứ đưa cục tiền đem văng vô ngân hàng rồi thoải mái. Bên này không có đâu. Này vô ra thuế ở Việt Nam người ta cũng cái nhẹ nhàng lắm, đút lót hết à, đút bịch thơ hết. Anh Sơn đâu ai mày đóng thuế đúng như bên mình đâu. Giống như anh nói bên này nhà nước không xảy một đồng, không xảy đâu. Giờ bạn không có một cái cơ sở làm ăn đó, một cái cửa tiệm đó, một cái nhà đó, thu nhập vô là nó xảy đâu, nó đếm nó tính được hết đó. Nên là bạn đừng nói ngày chạy. Chú qua Canada cho đến chú về coi như là đến ngày cuối cùng nó tính hoạch sổ ra, chú không có bị sót một xu nào. Dạ. Nên nói tự do. Cái tiền của chú qua nhà băng. Dạ, băng đấy đúng rồi. Qua nhà băng là. Nên nói tự do cho nó theo, tự do với người mà không có gì á thì không sao, cũng thành quan tâm giống như là gọi là không có bất động sản rồi thì không sao. Còn mà như anh em mình không có nhà nè, nhà như biệt thự cành đô này nọ đồ, tiệm tùng này nọ là nó theo dõi từng đồng từng ly luôn, không chạy đâu đâu. Nên mình là người đóng thuế cho nó. Đúng rồi, nên là nó quan tâm lắm. Đúng rồi. Nên đất nước phồn thịnh như nó không có phần đóng góp của anh em hết. Đóng góp lớn rồi các bạn. Mình từ hồi sang đây giờ mình chưa ăn qua. Đúng rồi, không phải ăn em chưa. Anh em mình nhìn như vậy chưa bao giờ biết ăn tiền xã hội, tiền nhà nước mà giống như là phúc lợi của xã hội á, chưa bao giờ. Đi bác sĩ nhưng cũng lâu lâu đi lần, nó còn không có đi nhiều luôn. Anh vậy không đi bác sĩ kiểm tra rồi thường lệ mỗi năm. Mình em làm biến, nhưng mà đường cái là trường học đó, đường xá rồi bệnh viện này nọ thì tốt. Còn về những cái vấn đề khác thì nó phúc lợi thì nó cao, nó quyền tính ra rồi con người cũng tính ra mình đóng thuế ra nên thế cũng phải đáng. Rồi tương tự là mình phải đáng sống thật thọ, sống mình tới 7-8-90 tuổi ăn tiền già đó mới đáng. Tính thôi, ngồi chờ nó tính rồi cứ tính rồi người Việt Nam mình khoa học kỹ thuật bây giờ ấy. cầu nó khoa học kỹ thuật bây giờ đấy, nó về tính toán hay lắm. Biết hết, thật cái người mình em thấy ít ai thọ giống như không như ăn tiền vàng nhiều 60 mấy 70 được cấm. Bây giờ chú cũng biết là nó thống kê những người già Canada này, trung bình bây giờ là toàn 85, trung bình là 85 là người đó thôi. Người Á Đông mình cũng cỡ đâu, Á Đông ít được thọ thôi đó. Nhưng mà mình ở đây từ lúc trẻ được đúng người đó rồi, thấy không? Không bị bon chen như gì nó đỡ nhiều, tốt đó. Không phải tính toán lo toan nhiều như ở Việt Nam mình phải bươn trải đủ thứ, buôn gian bán lậu tí lại mẹ lo ông trên, cô luôn ông dưới. Đúng không? Phải không? Nó mẹ nó nhiều cái người phải để đối phó thì làm sao mà đầu óc cũng thảnh thơi. Nó ở bên đây thì cũng thành phần bên đây đấy chú chú đầu tư vào 100.000 200.000 bây giờ nó xin lời rồi, cứ đầu tư răng ra thì mai mốt chú ngồi chú hưởng lợi đây. Nó sướng gấp bao nhiêu lần những người ở Việt Nam. Chú tưởng là làm đại gia Việt Nam đúng rồi, không sướng bằng một phần của chú, lúc nào không hay đâu. Các em nghe, đừng kêu anh về đầu tư Việt Nam đấy nghe, anh nói rồi đấy. Biết bao nhiêu em cứ kêu anh ở Việt Nam mua này mua căn hộ này, Việt Nam mua căn hộ kia, lo mệt lắm, đau đầu lắm, đau đầu lắm. Người ta sung sướng đủ các thứ nhưng mà người ta vẫn bị đau. Mà tại sao mình đầu tư bên này lắm tiền Việt Nam chơi, cần gì phải đi Việt Nam đầu tư chứ mà. Đầu tư bên này xong cái đêm Việt Nam chơi trốn mùa đông là sướng. Đầu tư bên đây đấy. Bên này đầu tư bên này sướng hơn, rất là đúng. An toàn. Biết là ở bên đây mua được những đất mà nó ở loanh quanh cái chỗ mà để người ta cho thuê được cho người ta trường học ra gần trường college rồi người ta thuê để người ta cắm trại. Cái đó cũng ngon. Bữa anh nói cái miếng gì ngon thì cái miếng đất vừa nó thuê ra vừa được tiền mình chẳng phải làm cái gì là mình sướng. Đầu tư cái gì mà mình chẳng cần làm gì mình cứ để đó rồi mai mốt cái chỗ đất nó để lớn thì mình còn lại sướng nữa. Đầu tư là phải tìm đầu tư thông minh. Nhưng mà chú nói thế liệu có ai ở Việt Nam tin chú gửi vào cho chú để chú đầu tư bên đây không? Việt Nam á? Không, em nấu bà con Việt Nam. Phải có bà con thì người ta mới đầu tư với những người ngoài. Mình nói này mình nghe thôi. Còn ý em nói là Việt Nam mình mấy em gái cái rủ em Việt Nam đầu tư. Đó mà em từ chối. Em nói là thôi để anh đầu tư bên này đó là để kiếm mấy con gà để trứng vàng đó, rồi hưởng sướng hơn. Còn đầu tư Việt Nam đó, giống anh nói vậy đó, đâu biết bữa nay được ngày mai mất chặt lắc. Anh có nói là các em lấy hết nhưng mà nó là chính phủ nhiều khi đâu biết được không. Nhiều khi những cái giấy tờ nó hợp lệ là bữa nay nó giấy tờ ghi chỗ này đang quy hoạch cái cầu mua vô xong cũng không thấy quy hoạch đâu hết. Em đó mấy người bạn có bị á, nó mua cái chỗ đó nó quy hoạch cũng còn đâu quy hoạch đâu, 10 năm sau cái còn yên à, cuối cùng mất trắng tay. Bây giờ Việt Nam phát triển, anh em Việt Nam họ xuống và có nhiều thứ mà cuộc sống nó như thế rồi quen biết cũng đỡ, người ta quen cái lời học biết cách làm sao để mà vận chuyển trong cái sự việc đó. Nhưng mà vấn đề này biết đi gặp ai, vấn đề là đi gặp ai đó mình xíu ngồi đến từ cái bự nhưng phải cái gốc. Giờ mình thấy mình vậy sướng rồi. Anh em mình ngồi đây không? Tâm cảnh của chú thấy sướng, chú thấy sướng. Sướng rồi, đúng rồi. Anh lời ba lời tâm sự của anh em mình dành cho 500 anh em về bao nhiêu em gái không? Làm thời vậy đi, có gì hẹn gặp các bạn sau, hẹn gặp các em sau. Thank you for watching, nhớ ủng hộ và subscribe kênh mình nha. Ok, bye bye, love you all, bye bye. Every single day.